Khóa học kế toán bóc tách chi phí dự toán xây dựng là một khóa đặc thù. Dự toán xây dựng là một yêu cầu cần thiết đối với một kế toán xây dựng. Để hiểu và nắm rõ được các nội dung trong dự toán và hoàn thiện tốt các bộ hồ sơ kế toán hoàn chỉnh, các nội dung trong khóa học kế toán bóc tách chi phí dự toán xây dựng sẽ giúp các bạn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp lập dự toán, tìm hiểu các đơn giá của các địa phương và cách xác định giá vật tư và tìm hiểu về một số phần mềm liên quan đến dự toán. Đi vào chi tiết của khóa học bóc tách dự toán xây dựng, bảng tổng hợp chi phí, hoàn thiện dự toán, kế hoạch cho danh mục từng công việc, đo bóc tách khối lượng, hiểu rõ các thành phần liên quan đến chi phí vật tư, các phương pháp và cách tính vận chuyển trong dự toán, lập bảng định mức cấp phối, hiểu rõ về quy trình bóc tách khối lượng, thiết lập bảng tính toán các hạng mục bóc tách theo quy định của nhà nước, cách tiếp cận dự toán công trình, phân biệt được các dạng dự toán thường gặp, phân biệt giữa dự thầu và dự toán chi phí, hướng dẫn cách lấy cũng như phân bổ chi phí nguyên vật liệu, nhân công máy thi công, sản xuất chung và các chi phí khác phù hợp theo từng giai đoạn hoàn thành của công trình. Cách bóc tách và phân bổ chi phí khác trong công trình, so sánh tổng giá trị các hạng mục từ tổng giá trị của hạng mục cộng lại so sánh với giá trị của cả công trình, chỉ ra các sai sót thường gặp và cách khắc phục. Đó là toàn bộ các nội dung chính khi tham gia vào khóa học kế toán bóc tách chi phí dự toán xây dựng của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Và sau khi tham gia khóa học sẽ giúp các bạn hiểu sâu về dự toán và bóc tách các loại dự toán chi phí xây dựng thành thạo, nhận biết được dự toán bên bộ phận kỹ thuật bàn giao để điều chỉnh kịp thời, nắm vững được các loại hồ sơ thanh toán khối lượng, đúng hoàn thiện sổ sách kế toán, các kỹ năng hoàn thiện thành thạo hồ sơ xây dựng, có kiến thức tư vấn hồ sơ cho doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng và đúc kết được những kỹ năng kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khóa học thực tế. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn hình thức học, bao gồm hình thức học lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com. Hoặc các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình học khóa kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.